Đây là khuyên dạy chúng ta. Chúng ta phải biết tu hành như thế nào. Do vậy trong hiện tiện, đối với chúng ta, nghe kinh là một khoa mục hết sức trọng yếu. Nghe kinh thì phải nghe hàng ngày, chứ nên gián đoạn. Dẫu như ta có chuyện phải rời đi vài ngày, cũng chớ nên gián đoạn. Nghe lại những phần trước, ôm cái cũ để biết cái mới. Một ngày chẳng nghe kinh sẽ suy nghĩ loạn xạ, sẽ đọa lạc. Vì thế nghe kinh và niệm Phật trọng yếu hơn bất cứ điều gì khác. Đạo lý ở ngay chỗ này. Nghe kinh quan trọng, niệm Phật quan trọng. Vì sao? Nghe kinh phải có thời gian. Thời gian sẽ không dài. Chẳng hạn, như tôi lấy ngay chính mình làm thí dụ. Mỗi ngày tôi đọc kinh 4 tiếng đồng hồ. Hiện thời giảng kinh ở đây 2 tiếng đồng hồ, tức là đã tốn mất 6 giờ. Mỗi ngày có 18 tiếng đồng hồ. Trừ ngủ nghỉ, mất 8 tiếng đồng hồ ra, còn có 10 tiếng đồng hồ. Làm gì? Nếu quý vị chẳng niệm Phật, trong 10 tiếng đồng hồ ấy sẽ suy nghĩ loạn xạ, vẫn là cái tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, chẳng thể giảng sanh. Không nghiêm túc thực hiện từ chỗ này, suốt đời này quý vị chẳng thể thành tựu, mà cũng là suốt đời này quý vị chắc chắn chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Niệm Phật chắc chắn chẳng thể giảng sanh. Tin tức cư sĩ Hoàng Trung Sương ở Thâm Quyến giảng sanh, đã truyền đến Mã Lai và Indonesia. Các vị đồng tu bên ấy hết sức cảm động. Tài liệu về ông ta không nhiều, hiện thời chúng tôi ấn hành chỉ có 6 trang. Người này đã nêu gương mẫu tốt nhất cho người hiện thời. Đạo lý ở ngay chỗ này. Nghe kinh quan trọng, niệm Phật quan trọng. Vì sao? Nghe kinh phải có thời gian. Thời gian sẽ không dài. Chẳng hạn, như tôi lấy ngay chính mình làm thí dụ. Mỗi ngày tôi đọc kinh 4 tiếng đồng hồ. Hiện thời giảng kinh ở đây 2 tiếng đồng hồ, tức là đã tốn mất 6 giờ. Mỗi ngày có 18 tiếng đồng hồ. Trừ ngủ nghỉ, mất 8 tiếng đồng hồ ra, còn có 10 tiếng đồng hồ. Làm gì? Nếu quý vị chẳng niệm Phật, trong 10 tiếng đồng hồ ấy sẽ suy nghĩ loạn xạ, vẫn là cái tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, chẳng thể giảng sanh. Cư sĩ Hoàng Trung Sương giảng sanh khoảng 1 tuần rồi. Ông là tấm gương tốt nhất cho chúng ta.
Vì sao ông ta thành công? Nói thật ra, ông ta đã nói rất rõ ràng. Ông ta một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Nam Mô A Di Đà Phật, ngày đêm chẳng gián đoạn. Ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày kiểm điểm, hàng ngày sửa lỗi, hàng ngày sám hối. Ông ta phát nguyện 3 năm thành tựu, 2 năm 10 tháng đã thành tựu. Quý vị thấy ông ta biết trước lúc mất. Các đồng tu bên đó gọi điện thoại cho tôi biết, hôm nay họ đi nhận tro cốt, thâu nhạc được xá lợi rất nhiều. Tôi bảo các đồng học thâu thập xá lợi, trong tương lai dựng một tòa tháp thờ xá lợi, còn tro cốt để người nhà ông ta đem về an táng. Giống như tôi đã nghĩ từ trước, dựa theo những điều đã nói trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Giảng Sanh Truyện, người niệm Phật tiếp xúc pháp môn niệm Phật từ 3 năm đến 5 năm, giảng sanh rất nhiều, chẳng phải là thọ mạng đã hết, mà là công phu của họ đã thành tựu. Ra đi tự tại như vậy, tiêu sái dường ấy, rất đáng cho người khác hâm mộ. Đây mới đúng là thành tựu thật sự. Như tôi vừa mới nói, vượt trội 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm. Công đức hộ Pháp chẳng thể nghĩ bàn, thật sự giúp cho một người thành Phật. Chẳng thành được một điều gì dẫu học Phật, vẫn ở trong tam đồ lục đạo. Quý vị chẳng có cách nào chuyển đổi nghiệp lực của chính mình, không có cách nào chuyển nghiệp, đương nhiên quý vị bị nghiệp lực làm chúa tể. Nghiệp lực lôi dắt quý vị đến nơi đâu, quý vị bèn đọa vào nơi đó. Quý vị lại ngẫm xem, trong đời này quý vị khởi tâm động niệm thì thiện niệm nhiều hay ác niệm nhiều? Ngôn ngữ các loại hành vi do quý vị tạo tác là thiện hạnh nhiều hay ác hạnh nhiều, chính mình sẽ hiểu. Nếu ác niệm nhiều hơn thiện niệm, ác hạnh nhiều hơn thiện hạnh, sẽ có phần trong tam đồ. Thiện niệm nhiều hơn ác niệm, thiện hạnh nhiều hơn ác hạnh, sẽ có phần trong hai đường trời người. Vì thế chuyện này đối với tiền đồ của mỗi người, chẳng cần hỏi ai khác. Tôi đến hãy lắng lòng khéo phản tỉnh, sẽ biết rõ ràng minh bạch. Nghe kinh mà có cơ sở thì được thọ dụng, chẳng có cơ sở chỉ là kết pháp duyên với Phật môn mà thôi. Phải hiểu điều này, cũng tức là quý vị nghe xong chẳng thể tiêu quy tự tánh, giống như ăn thứ gì đó mà chẳng tiêu hóa được. Tiêu hóa thì quý vị mới có thể hấp thụ chất bổ, khi chẳng tiêu hóa sẽ chẳng thể hấp thụ. Đôi khi vì chẳng thể hấp thụ mà đâm ra trở thành chướng ngại, giống như ăn một món đồ gì đó, đạo lý giống nhau. Ăn thứ gì mà chẳng tiêu hóa được sẽ sanh bệnh.
Nghe kinh chẳng tiêu hóa được thì cũng sẽ sanh bệnh. Bệnh gì vậy? Tăng trưởng sở trì chướng. Quý vị đã hiểu sai, thấy sai nghĩa thú thật sự trong kinh giáo. Vì sao? Vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị chẳng đoạn. Dùng vọng tưởng phân biệt, tức là dùng cái tâm luân hồi để tiếp nhận Phật Pháp. Phật Pháp cũng thành Pháp luân hồi. Do vậy quý vị mới thật sự có thể hiểu đào thải tập khí phiền não của chính mình quan trọng dường ấy. Không nghiêm túc thực hiện từ chỗ này, suốt đời này quý vị chẳng thể thành tựu, mà cũng là suốt đời này quý vị chắc chắn chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Niệm Phật chắc chắn chẳng thể giảng sanh. Tin tức cư sĩ Hoàng Trung Xương ở Thâm Quyến giảng sanh, đã truyền đến Mã Lai và Indonesia. Các vị đồng tu bên ấy hết sức cảm động. Tài liệu về ông ta không nhiều, hiện thời chúng tôi ấn hành chỉ có 6 trang. Người này đã nêu gương mẫu tốt nhất cho người hiện thời. Mỗi ngày tôi đọc kinh 4 tiếng đồng hồ, giảng kinh 4 tiếng đồng hồ. Buông xuống muôn duyên. Nâng cao cảnh giới của chính mình, tăng cao linh tánh của chính mình, quan trọng hơn bất cứ điều chi khác. Những lúc không đọc kinh, không giảng kinh, trong tâm thầm niệm Phật hiệu. Vui sướng hơn bất cứ điều gì khác. Chẳng luống uổng đời này. Nhất là lúc tuổi già, thời gian càng quý báu. Kẻ trẻ tuổi chẳng hiểu. Lúc tuổi già, cái tâm cảnh giác hết sức cao. Vì thế các đồng học, ngàn muôn phần phải ghi nhớ, phải phát tâm. Chẳng thể không cầu sanh tịnh độ. Không cầu sanh tịnh độ, vậy là quý vị đã thật sự sai mất rồi. Quý vị đã sống uổng đời này, lỡ làng đời này. Phải thật sự cầu sanh tịnh độ, đảm bảo sao cho chính mình có thể giảng sanh. Cư sĩ Hoàng Trung Xương là tấm gương tốt nhất. Quý vị thấy ông ta tu như thế nào, phát tâm như thế nào, hàng ngày tu sám hối như thế nào. Ông ta hàng ngày tu sám hối, chẳng khác cổ nhân sử dụng công quả cách. Tuy ông ta chẳng có công quả cách, nhưng hàng ngày đều ghi lại những điều chính mình đã sám hối, viết rất nhiều. Hiện thời cũng không cần chỉnh lý quá nhiều, nhưng vẫn cần phải chỉnh lý. Ông ta viết trên những mảnh giấy dụng. Tôi thấy tài liệu ấy sợ là phải đến 200-300 trang. Đều là những mảnh giấy nhỏ. Trong tương lai có đồng học phát tâm chỉnh lý, sẽ in thành sách để người niệm Phật tham khảo. Xác thực là một sự cổ vũ, khích lệ, không gì to lớn hơn. Có thể kiên định tính tâm và nguyện tâm của người học Phật.
có thể nói là 3 năm chắc chắn thành tựu. Thật sự thành tựu, quý vị không muốn giảng sanh cũng được. Vì sao? Sanh tử tự tại. Quý vị nói ta ở trên thế gian này thêm vài năm nữa, được chứ? Chẳng trở ngại tí nào, có thể tùy ý ra đi bất cứ lúc nào. Thật sự chẳng có sanh tử. Bất quá cho đến lúc đó, quý vị muốn ở trong thế gian này hay không, chẳng phải là do nghiệp lực của quý vị quyết định, mà là do nguyện lực của chính quý vị. Do nguyện lực, chắc chắn quý vị có thể quan sát chính mình có duyên với thế gian này hay không. Phật Bồ Tát trụ thế là do duyên, có duyên với chúng sanh. Cái duyên với chúng sanh nên hiểu như thế nào? Họ có nghe theo lời giáo huấn của quý vị hay không? Thể nghe theo lời giáo huấn của quý vị tức là còn có duyên. Có duyên thì quý vị sẽ giúp đỡ họ. Chẳng nghe, chẳng tin tưởng quý vị, chẳng thích nghe, vậy là quý vị ra đi. Ra đi cũng là giáo hóa chúng sanh. Quý vị tiêu sái ra đi, biết trước lúc mất tự tại giảng sanh kiểu đó, khiến cho kẻ khác nhìn vào sẽ tin tưởng. Do vậy Phật Bồ Tát đến thế gian này sanh là để giáo hóa chúng sanh, mà thị hiện diệt độ vẫn nhằm giáo hóa chúng sanh. Chẳng có chuyện gì luống công. Cũng có nghĩa là sanh ra chết đi đều nhằm nêu gương tốt cho chúng sanh, khơi gợi phát khởi, khiến cho chúng sanh suy nghĩ lại. Hơn nữa huống hồ trong cuộc sống hàng ngày, từng ly từng tí đều nêu gương cho đại chúng trong xã hội. Nếu chẳng phải như thế sẽ chẳng phải là Bồ Tát. Đó là giả trất chẳng thật. Vị Bồ Tát thật sự dụng tâm, dụng tâm trong cuộc sống hàng ngày nhất định tương ứng với 141 nguyện này. Nếu chẳng tương ứng với 141 nguyện, quý vị sẽ nói gã ấy là giả Bồ Tát. Lời này chẳng phải là do tôi hay quý vị nói, mà là trong kinh Đức Phật đã dạy như thế. Nói khẳng định dường ấy. Vì thế khi hơi thở của chúng ta còn chưa dứt, còn sống trong thế gian này, nhất định phải ghi nhớ trì giới. Trì giới thì đặc biệt phải biết học Đệ Tử Quy. Học cảm ứng thiên, học liễu phàm tứ quấn, học vô tịnh ý công ngộ táo thần ký, học kinh thập thiện nghiệp đạo. Trong giai đoạn hiện tiền, nếu chúng ta không dung quán vững bền căn cội thì cũng là giả Bồ Tát, vẫn là giả vờ, chẳng phải tu thật. Giả vờ sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo, niệm Phật chẳng thể giảng sanh. Phải hiểu điều này. Vậy thì nếu quý vị hỏi, ông Hoàng Trung Sương có làm được hay không? Những thứ tôi đã nói ông ta có làm được hay không? Ông ta chưa từng học, nhưng toàn bộ đều làm được. Vì sao biết ông ta làm được toàn bộ? Trong khi niệm Phật suốt 2 năm 10 tháng ấy, ông ta chỉ ngữ.
Quý vị thấy ông ta có một bài viết về điều gì? Viết về lợi ích và công đức của chỉ ngữ. Quý vị biết ngay, chỉ ngữ là không nói chuyện. Khi chỉ ngữ một khoảng thời gian, sẽ đối với tất cả hết thảy những thứ bên ngoài chẳng màng, người khác cũng chẳng thể nói chuyện với quý vị được. Thật sự làm được, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Trong cuộc sống hàng ngày hoàn toàn tùy duyên, chẳng có bất cứ thứ gì quấy đảo, thứ gì cũng đều tốt đẹp. Chính mình suốt ngày từ sáng đến tối ngây ngô, giống như một đứa vô dụng, chẳng làm ra trò trống gì, toàn bộ tập khí kiêu căng ngã mạn chẳng còn nữa. Đối với bất cứ ai cũng đều có thể dấy lên tâm cung kính, thấu hiểu lời Lục Tổ dạy. Nếu người thật tu đạo chẳng thấy lỗi thế gian, chỉ ngự đến một mức độ nhất định sẽ đạt tới cảnh giới này. Đối với phẩm tịnh hạnh, tôi chẳng biết ông ta có tương ứng hay không. Đại khái là phán định rất khó khăn. Nhưng ba môn công khóa cơ bản, như tôi đã nói với quý vị trong phần trước, ông ta đã làm được. Tức là ông ta đã chọn đủ điều kiện để ắt sanh vào tịnh độ. Chẳng học những thứ ấy có được hay chăng? Chỉ cần là trong cuộc sống hàng ngày, giữ sao cho không nói chuyện. Không nói chuyện 3 năm, tâm ông ta định. Nguyện lực của ông rất mạnh, niệm nào cũng đều cầu sanh tịnh độ. Niệm lực quá mạnh, cho nên ông ta có thể bỏ sạch thế gian này như vậy. Do đó chẳng buông xuống duyên thế gian, sẽ giống như sợi dây thừng, quý vị muốn đi sẽ không đi được, nó trói buộc quý vị. Kinh thường nói, tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ là 5 cái rễ của địa ngục. Quý vị phải chặt đứt 5 cái rễ ấy thì mới có thể vượt thoát. Hễ có một điều nó sẽ lôi kéo quý vị chẳng đi được, huống hồ là cả 5 điều thì còn sao được nữa. Ông ta có thể chém đứt những cái rễ ấy. Cho nên có thể tự tại giảng sanh. Trước khi ra đi, ông ta đến nơi này lễ bái, cảm ơn, đều là nêu gương cho mọi người thấy. Ông ta đến lễ bái cảm ơn, không phải là nhục thân của ông ta đến. Mọi người chẳng thấy chuyện này, quỷ thần trông thấy. Sau khi đã đến những nơi đó, trở về mới tắt hơi giảng sanh. Không chỉ là độ rất nhiều người, mà còn độ càng nhiều quỷ thần hơn nữa. Các đồng học chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực. Buông giao đồ tể xuống, ngay lập tức thành Phật. Giao đồ tể là gì vậy? Phải nên biết, giao đồ tể chính là tập khí phiền não. Kinh Hoa Nghiêm gọi nó là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đấy là giao đồ tể. Quý vị chẳng buông xuống, sẽ vĩnh viễn sanh tử luân hồi. Quý vị buông xuống, nhất tâm niệm Phật, sanh sang thế giới cực lạc sẽ thành Phật. Chúng tôi học Phật cho tới hiện thời, trong mấy chục năm ngắn ngủi ấy, thấy người niệm Phật, nghe kể người niệm Phật,
khi giảng sanh, biết trước lúc mất. Có vị đứng mất, có vị ngồi tịch. Thật sự giảng sanh, chẳng giả. Mấy năm trước tôi ở Tân Gia Ba, thầy lâm trưởng của cư sĩ Lâm là cư sĩ Trần Quang Biệt. Cụ đã học Phật nhiều năm nhưng chẳng hiểu Phật Pháp. Chính mình là một ngân hàng gia, là một tay thương nghiệp cử phách, làm đổng sự trưởng của bao nhiêu công ty. Chẳng có thời gian nghe kinh, mà cũng chẳng có thời gian niệm Phật. Đến lúc tuổi già ngã bệnh, do ngã bệnh nên chẳng thể đi làm, chẳng thể làm việc, hàng ngày nằm trên giường, chẳng thể làm việc được. Vì thế cụ bảo ông Lý Mộc Nguyên, Lý Mộc Nguyên trong coi tổng vụ của cư sĩ Lâm, ông ta nói pháp sư giảng kinh ở bên này, các vị đều có thâu thành CD, có thể đem CD cho tôi coi hay không? Lý cư sĩ bèn đem mấy bộ kinh như kinh Vô Lượng Thọ, kinh Kim Cang, kinh Di Đà đến nhà ông ta. Mỗi ngày ông ta xem 8 tiếng đồng hồ. TV đặt dựa vào chân giường, ông ta mở mắt ra là có thể xem. Mỗi ngày xem 8 tiếng đồng hồ, suốt 2 năm chẳng gián đoạn. Người nhà ông ta kể với chúng tôi như vậy. Ngoài việc nghe kinh ra, ông ta bèn niệm Phật. Trong 2 năm ấy được thọ dụng to lớn. Ông ta biết trước lúc mất, bảo Lý cư sĩ tôi sắp đi rồi. Lý cư sĩ nói với ông ta không được. Về phương diện nhân sự, cư sĩ Lâm không ổn định. Chỉ cần ông còn sống sẽ bình an vô sự, ông còn phải trông nom. Ông Trần nói được, lại đợi 2 năm nữa. Công khóa của ông ta là 4 năm. Ba ngày trước khi giảng sanh, cho người tìm tôi đến truyền quy y để thọ tam quy. Thọ tam quy trên giường bệnh. 3 hôm sau giảng sanh. 3 tháng trước đó, ông ta đã viết sẵn thời hạn giảng sanh trên một tờ giấy, viết từ 3 tháng trước, ngày hôm ấy sẽ giảng sanh. Ông ta biết trước 3 tháng. Về sau, thông qua linh môi chúng tôi được biết, ông ta thật sự giảng sanh, chẳng giả. Buông xuống muôn duyên, nhất tâm niệm Phật. Đây là khuyên dạy chúng ta, chúng ta phải biết tu hành như thế nào. Do vậy trong hiện tiền, đối với chúng ta nghe kinh là một khoa mục hết sức trọng yếu. Nghe kinh thì phải nghe hàng ngày, chứ nên gián đoạn. Dẫu như ta có chuyện phải rời đi vài ngày, cũng chớ nên gián đoạn. Nghe lại những phần trước, ôm cái cũ để biết cái mới. Một ngày chẳng nghe kinh sẽ suy nghĩ loạn xạ, sẽ đọa lạc.
Vì thế nghe kinh và niệm Phật trọng yếu hơn bất cứ điều gì khác.